người không tôn trọng con cái đó. Ba có biết là trong căn nhà này mọi người nghĩ sao về cái chuyện ba quen với cô Liễu hay không? Mà bây giờ ba còn bắt mọi người ăn cơm chung với cô Liễu trong nhà này nữa chứ. Chẳng lẽ bây giờ ba mời một người bạn về đây đều phải hỏi ý kiến các con có đồng ý hay không hả? Nhất là con, con là đứa con gái, đứng đây là con phản bằng con phản đối ba. Thử hỏi bây giờ đi khắp nước đi, có cái gia đình nào mà nó như cái gia đình này không? Ba đừng có nói là gia đình này gia đình nọ. Con hỏi ba, mẹ con mới mất chưa đầy 3 năm, ba đã quen với người khác. Đó là cái gia đình mẫu mực đó hả? Là gia đình truyền thống đó hả ba? Thời gian qua đó ba thấy ba lén lúc gì là không hay, cho nên ba muốn người dân cơ hội này ngồi ăn chung một bữa cơm để ba chính thức ba giới thiệu. Vậy mà nói ra là con phản đối. Thử hỏi gia đình này có phải là mẫu mực của con hay không? Theo con thấy gia đình... Mày im đi! Anh đừng có xen vô cái chuyện này được không? Mọi người làm sao vậy? Làm ơn đừng có cãi nhau nữa có được không? Không được cái thể trong chết. Như vậy mà gọi là gia đình nữa. Lâu rồi mới ăn bữa cơm chung. Vậy mà cô Hoa à? Dạ. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Ngày mai chúng ta đi dã ngoại rồi đó. Rồi sao? Không có gì hết. Chỉ là tôi muốn là ngày mai chúng ta đi dã ngoại thật là vui vẻ. Và hy vọng là mối quan hệ của chúng ta càng ngày sẽ càng tốt đẹp hơn. Vậy có nghĩa là trước giờ mối quan hệ của chúng ta là xấu hả cô? Ý tôi không phải là như vậy. Nhưng mà thật ra thì cũng có vẻ là như vậy thật đó. Nhưng tiện đây, trong cái buổi dạ ngoại này, tôi cũng có rất là nhiều điều muốn tâm sự với cô. Và cũng hy vọng là chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng em không có gì để tâm sự với cô hết á. Ôi trời, cô nói như vậy không sợ là tôi buồn sao? Tôi cũng rất xin lỗi. Lẽ ra là tôi cũng nên nói trước cho cô biết chuyện tôi với ba cô đã quen nhau. Thực sự thì chuyện đó em không hề quan tâm. Em cũng không quan tâm là mối quan hệ giữa cô và ba em là như thế nào. Cho nên từ giờ trở đi á, cô làm ơn đừng có nhắc chuyện này để làm phiền em nữa được không vậy? Ôi trời, ôi trời đất ơi, sao có thể nói chuyện khiếm nhã như vậy? Cô làm cái gì vậy? Cuộc đó, lẽ ra người lớn đã mở miệng ra trước rồi, lẽ ra cô phải xuôi theo mới đúng chứ. Đằng này cô thật là thô lỗ, cô thật là khiếm nhã. Cô là như vậy cô quá đáng lắm, cô có biết không hả? Trời ơi, em chỉ nói vậy thôi mà cô khóc hả? Thì không thể tin được. Nếu như không ai còn ý kiến gì hết rồi coi như cuộc họp mình đến đây kết thúc nha. À quên nữa, nghe nói cái vụ hội thảo ngày mai là cô hiệu phó đi chung với cô Hoa đúng không? Dạ phải. Dạ. À, nghe nói là cái vụ này là cô chịu trách nhiệm chính hả? Công nhận à, cô giỏi thiệt à. Thầy quá lời rồi đó. Thực ra là năm nào tôi cũng làm mà. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Cô đúng là good. Tôi không quá lời đâu. À, nói chung nó đúng hơn là cô là cái niềm tự hào và là số 1 của trường này đó. Đề nghị tất cả chúng ta dành cho cô hiệu phó một tràng pháo tay đi. Dạ đa tạ. Mọi người là tôi ngại quá. Dạ. Xin đa tạ. Cô hiệu phó, không lẽ cô đáp trả lại tràng pháo tay của mọi người bằng cái tiếng thở bò mà? Không, không phải là tôi đâu. Thực ra là cái ghế đó. Đây, mọi người xem nè, đó là tiếng cái ghế thiệt mà. Em biết rồi, cô không cần phải đổ thừa cho cái ghế mà. Là cái tiếng cái ghế mà, tôi không phải là đổ thừa đâu. Cô Hoa,
Dạ. Có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì hả cô? Lời nói của tôi cô lúc nãy tôi không thích một chút nào hết. Cái chuyện hồi nãy em nói cô thả bom đó hả? Em chỉ giỡn thôi mà. Đó không phải là giỡn, mà đó là cố tình hạ nhục để phá hủy đi hình ảnh tốt đẹp của tôi thì có. Chuyện nhỏ xíu à, mà cô nói cái gì mà tới phá hủy hình ảnh của cô lần chứ? Không ảnh hưởng đến hình ảnh của cô, nhưng mà hình ảnh của tôi thì có đó. Hình ảnh của cô bị phá là như thế nào chứ? Cô không biết, tôi sẽ nói cho cô biết. Hình ảnh của tôi là một người phụ nữ trong sáng, sạch sẽ, dặn ngăn nắp. Cô cười cái gì vậy? Tôi không có nói quá đâu. Chính thầy Quyền hiệu trưởng cũng đã nói với tôi như vậy. Thầy nói tôi là một người phụ nữ trong sáng, thuần khiết như là chai nước suối vậy đó. Không tin, cô đi hỏi thầy xem. Trời ơi, sớm như vậy mà hai người cũng nói được, hay thiệt á. Em thấy nhà hai người đúng là tâm đầu ý hợp. Hai người đúng là tâm... Cô vừa nói cái gì? Em không nói gì hết nha. Em chỉ đùa thôi, em có tiếc. Bye bye cô. Là gì mà cô chạy nhanh dữ vậy? Làm ơn chạy chậm lại thôi. Cô có biết là chạy nhanh hơn 10 phút á là sẽ giảm 10 năm tuổi thọ không hả? Ôi trời đất ơi, cái áo của tôi. Ôi trời đất ơi, ôi nó dơ hết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Em xin lỗi cô nha. Cái cô này thiệt tình à. Nè cô, em có khăn giấy nè, cô lau đỡ giùm em đi. Tại cái gờ chứ không phải lỗi tại em mà. Cô nghĩ lau bằng cái này mày sạch được hay sao hả? Áo này tôi vừa mới mua đó, chỉ mặc được cái vài lần thôi, vậy mà cô thiệt tình à. Tất cả là lỗi tại cô hết á. Ôi trời. Ôi nè. Nè, cô quá. Còn một cái vali nữa của tôi đâu? Hả? Hả? Ở đây có bao nhiêu cái là đủ hết rồi mà. Hả? Nhưng còn một cái dưới cầm bàn nữa mà. Ở dưới cầm bàn còn một cái vali nữa hả? Ôi trời đất ơi, tất cả quần áo vàng dép của tôi ở trong đó hết đó. Em đâu có biết đâu. Cô nói không biết là xong chuyện đó hả? Tôi hiểu rồi. Cô đã lên kế hoạch trước chuyện này rồi đúng không? Hả? Giả bộ quên cái vali của tôi rồi đổ cà phê lên người của tôi. Cô thật là quá đáng. Cô cố tình mà đúng không? Trời đất ơi, em không biết thiệt mà. Em đâu phải là thánh đâu mà biết cô đem theo mấy cái vali chứ hả cô? Trời ơi. Rồi lát nữa tôi làm sao mà đi họp với bộ dạng này được hả? Hay không may á, cô mặc áo của em đỡ đi. Cô nghĩ sao mà nói là tôi mặc đồ của cô được hả? Cô yên tâm đi, đồ của em cũng chỉ là size trung bình thôi à. Cô thử đi. Đồ của cô dài quá trời luôn nè. Công nhận dài thiệt ha. Giờ này mà còn cười được nữa hả? Em không cố ý, nhưng mà em không ngờ là cô lùn vậy á. Tôi lùn, nhưng mà tôi sang. Cố tình đúng không? Hả? Cô muốn chọc tức tôi là cô mới vui lòng đúng không? Hả? Chào cô Liễu. Dạ chào. Dạ còn đây là thầy Sang, đại diện bên Bộ Giáo dục. Dạ còn đây là cô Liễu, chủ trì buổi hội thảo lần này. Tôi nhớ năm ngoái cô cũng đảm nhận công việc này phải không? Rất cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của bộ, cho nên là buổi hội thảo ngày hôm nay được chuẩn bị rất là chu đáo ạ. Rất hân hạnh được gặp cô. Dạ. Áo cô hình như hơi dài. Thôi tới giờ rồi, mình vào họp. Dạ xin mời. Dạ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Dạ tôi xin lỗi ngài. Dạ em chào cô Liễu. Hả? Cô Liễu nào ở đây? Dạ sorry em nhầm. Dạ em chào chị Hoa. Hèn chị thấy cao quá. Em nhìn sao mà chị ra cô Liễu hay vậy?
Hả? Ôi trời. Trời ơi, trùng hợp chưa kìa. Hai cái áo giống nhau. Cô nghĩ sao mà cô mặc cái áo này vậy? Bởi vì tôi thấy cái áo này rất hợp với dáng của tôi. Bây giờ thì em hiểu rồi. Hèn chi từ sáng tới giờ bước chân vô trường là ai cũng tròn mắt nhìn em hết á. Có gì đâu, chỉ cần cô về nhà thay đồ là xong chuyện chứ gì. Tại sao người về thay đồ không phải là cô vậy? Em thấy ha, những cái kiểu áo này chỉ phù hợp với phụ nữ trẻ trung, cao ráo, xinh đẹp giống như em thôi. Còn cô thì Thì sao hả? Hả? Thì em nghĩ là cô nên về thay đồ chứ sao? Không dám đâu. Tôi mới thấy cô mới là người không hợp với kiểu dáng này đó. Em cao ráo như cái cây tre miễu chứ cô làm sao mà hợp chứ. Cái gì? Cô nói em là cây tre miễu hả? Phải đó. Phải rồi. Cũng có người ước được giống như cây tre miễu, cao ráo giống như em mà không được á. Nhưng mà người ta thì ơi. Ồ, hai người mặc áo giống nhau quá ha. Hèn chi tôi đi từ xa tôi nhìn tôi tưởng đâu là hai chị em sinh đôi chứ. Chị em cái gì? Cái tình huống thì có. Ủa, cô Liễu, vô đây, vô đây, vô đây. Madame, ở đây nè cô. Ủa, tất cả các thầy cô phòng mình ngồi đây hết à? Đúng rồi, cô ngồi đó đi. Sợ tự nhiên bị ép ngồi đây chứ. Đúng rồi đó. Mình cứ tưởng là mình đọc, ai về cũng có người đọc hơn. Ủa, cô Liễu, sao hai người có vẻ ăn ý vậy? Mặc đồ cũng đẹp giống nhau nữa. Tôi mới mặc giống nhau chứ ai mà muốn. Vậy thì tốt có sao đâu. Nè, lát nữa trường mình có tổ chức chương trình văn nghệ đó. Hai cô có gì lên thi đi, bảo đảm sẽ đoạt giải cao đó. Tại vì đâu ai mặc đồ mà giống như hai cô đâu. Trời ơi thầy ơi, ý kiến hay quá thầy. Thôi mời, mời mời. Vâng, chắc hẳn quý vị đã thưởng thức bữa ăn rồi đúng không ạ? Và phần tiếp theo của chương trình hứa hẹn sẽ rất là thú vị. Đó là phần thi năng khiếu. Vâng, và đây là phần thưởng của chương trình. Đó là một bộ tượng cực kỳ dễ thương, đúng không ạ thưa quý vị? Bộ tượng dễ thương quá. Và để cho buổi tiệc hôm nay thêm phần sôi động, xin mời quý vị hãy nhiệt tình tham gia. Thử không? Lên đâu? Lên sân khấu chứ đâu. Ngó bộ cô á là em biết cô thích bộ tượng rồi. Vậy còn cô? Em cũng thích. Hiếm khi nào mà em thấy cô với em mặc áo giống nhau lắm. Vậy thì mình thử một lần coi làm sao. Cô thấy làm sao? Thích thì chịu. Thích thì chơi. Cuối cùng là tiết mục trình diễn của hai chị em Hạt Mưa Sinh Đôi. Xin mời cô Hoa và cô Liễu cùng tiến lên sân khấu. Lên đi, lên đi. Và sau đây chúng tôi sẽ công bố giải đặc biệt người chiến thắng của cuộc thi thuộc về. Cặp đôi Hạt Mưa Sinh Đôi. Cô Hoa, dạ. Tôi thấy mình có công nhiều hơn đó. Vậy cô có thể nhường cho tôi bộ tượng này có được không? Cô Liễu à, sao mà cô quá đáng quá vậy? Người rủ cô thi cũng là em, người đăng ký cuộc thi cũng là em, rồi người nghĩ ra những cái động tác để mà cô đoạt giải cũng là em. Vậy mà bây giờ cô đòi giành đồ của em, cô ngộ ha. Cô à, cô hãy nghĩ kỹ lại xem. Một cô giáo dạy thể dục như cô làm cái chuyện này á, có gì mới đâu chứ.
với một người quý phái sang trọng như tôi làm mấy chuyện này mới gây được ấn tượng chứ. Đúng là không biết điều mà. Cái gì? Cô nói là em không biết điều với cô đó hả? Phải đó. Em không biết điều đó. Vậy sao cô không biết điều đi? Ai đợi người lớn mà đi giành đồ người nhỏ thích như vậy chứ? Được rồi, chia đôi cho con rồi. Chia đôi? Được, chia thì chia. Hai cô ơi, mọi người đang đợi bên ngoài á. Đợi nhanh nhanh nha. Ừ. Còn trẻ mà tham lam quá trời. Tham lam như vậy, già già mới bằng được cô chứ. Ủa, sao chỉ có 4 bức tượng thôi vậy? Cái này phải đủ một bộ mới có ý nghĩa chứ. Bởi vậy mới nói. Chiến phần thưởng của hai người phụ nữ vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Thầy, lúc tôi đi tìm tài liệu để trở về Pháp thì tỷ số phần thưởng của mấy đàm Liễu và cô Hoa vẫn chia là 3 năm. Và cho tới lúc tôi chuẩn bị đi thì cuộc chiến này vẫn đang ở giai đoạn rất là khốc liệt. Chẳng còn thời gian để ta ngồi chờ lắm.